Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài mồi câu cá mó dành cho các bạn đi câu bờ kỳ hoặc là câu ghềnh, nói chung là câu gần bờ. Thì đây là quang cảnh đảo Phú Quý khi thủy triều rút. Thì ốc mượn hồn nó có rất nhiều ở những khu vực mà thủy triều xuống, thì các bạn sẽ ra các bãi đá để tìm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Và đây là một con ốc mượn hồn mình vừa tìm được. Ốc mượn hồn sống chủ yếu ở các bãi đá, và khi thủy triều rút xuống thì chúng sẽ có rất nhiều ở trên những tảng đá. Thì để câu con ốc mượn hồn này thì các bạn cứ đập cái vỏ ra, và mình sẽ đập thử cho các bạn. Các bạn sẽ lấy ốc mượn hồn này và gài cái mình, và để nguyên con để cho ốc mượn hồn sống. Và cái mó thì rất thích những loại mồi vừa sống vừa còn hoạt động nhưng mà có mùi tanh, thì cá mó rất là thích. Thì các bạn sẽ dùng cái mồi này để câu cá mó là chủ yếu. Thì tiếp theo sau đây là mình sẽ dẫn các bạn đi xem là ốc mượn hồn là nó có rất nhiều ở khu vực đá có như mình giới thiệu hay không. Thì đây là một số ốc mượn hồn mình lượm được. Và câu cá mó thì các bạn cứ gài lưỡi vào cái mình và thả xuống để nguyên con. Và mình sẽ làm cái clip về câu cá mó để demo cho các bạn vào ngày hôm sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đi bắt ốc mượn hồn. Đây, khi thủy triều rút xuống thì nó lộ ra những bãi đá rộng lớn, thì ở đó có rất nhiều ốc mượn hồn. Đây, những con ốc mượn hồn nó nằm trên cái tảng đá. Ok, có rất nhiều các bạn. Đây là một con ốc mượn hồn mình vừa bắt được. Bây giờ mình sẽ đi bắt. Và đây, sau 2 giờ đồng hồ thì mình đã bắt được cái số lượng ốc mượn hồn như thế này đây các bạn. Khoảng 100 mấy con. Rất là nhiều, dễ kiếm. Thì bạn nào câu cái ghềnh thì cứ dùng mồi này câu cái mó là ok. Chúc các bạn thành công với mồi ốc mượn hồn. Một bài mồi đậu và là mà mình chia sẻ với các bạn. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình để biết được nó có hiệu quả hay không.